Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi lại mơ đơn luyện. Đây là một thiên nhẫn anh em ơi. Một thiên nhẫn đang sở hữu cho mình 4 kỹ năng vốn có. Đó, như anh em nói là chuẩn luôn anh em ơi. 4 kỹ năng vốn có, trời ơi đánh bá cháy bồ chét. Trong trận đấu này thì đang lái cho mình top 1 tống kim với 136 mạng và 35 NPC tử vong 14, liên chạm 39, trời ơi thì nhận quá khỏe luôn rồi. Cái này cũng có 4 cấp, anh em cứ nghĩ đi thì nó đánh cỡ gì. Đây, tại vì sao cái này cũng có 4 cấp thì đó anh em xem. Ở trên đầu anh ta đang có cho mình một cái vầng trăng, cái này cũng có 1 cấp, đó. Cái này cũng có 1 cấp và đi kèm với áo nhu tình là 2 cấp, đó. Tiếp đến đó là phi phong là 3 cấp và vòng băng chủ nha em, vòng băng chủ băng A là 4 cấp, quá tuyệt vời luôn em ơi. Đây là một băng chủ khá là khét tiếng này, băng A khá là khét tiếng của băng A luôn, quá khủng luôn em ơi. Chúng ta cùng xem thử đồ anh ta như thế nào. Hiện tại đang sở hữu mình một set ăn băng, không biết là set như thế nào đây. Ăn băng vĩnh viễn không ông, hay là thiên tử, hay thiên tử và đây một set ăn băng. Khải không biết là cái vĩnh viễn hay không, nhưng mà server này thì những set ăn bàn như này rất khó nè em ơi. Vĩnh viễn à, ngon. Mới mua lại à, bao nhiêu thế? Để Khải sâu luôn. Oh, một set ăn bàn vĩnh viễn nè em ơi. Nhẫn 30 40 triệu, quá chắc. Không phải ngạo thiên mang à. Nhớ là cái set này là ngạo thiên mà ông này chắc ông mua lại rồi. 40 triệu anh em ơi. Set ông bằng 40 triệu. Quá đẹp. Quá ngon. Bằng 2 set. Wow, quá chắc này em ơi. Set ăn bằng này hiện tại đang trị giá 40 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. Tại vì sao có giá 40 triệu? Đó là ban hồi đã được phần thưởng này nọ các kiểu từ đua top và cũng như đua top cá nhân. Thì họ đã được sở hữu cho mình 2 set ăn bằng vĩnh viễn. Thì đây là có thể đây là set đầu tiên anh em sẽ xem. Set thứ sau thì đỡ Khải sẽ tìm đường môn ngạo thiên và sẽ soi cho anh em xem, tại vì Khải đã nhắm đến đường môn ngạo thiên rồi, nhưng mà chưa soi được cho anh em xem. Thuộc tính thì ạc này đang có cho mình là mát sinh khí luôn nè, mát sinh khí luôn. Rồi tính sơ qua thì mới đầu tiên set ăn ban 40 triệu Việt Nam đồng. Đó. Thấy chưa? Quá đẹp chưa? Gia truyền này Khải bảo đảm anh em phải bèo lắm, phải 25 triệu Việt Nam đồng. Đó, 25 triệu Việt Nam đồng anh em. Còn lại không, Khải nghĩ 25 thì hơi thấp, ít nhất phải 30, 35 đấy. Gia truyền này rất là chắc anh em. Gia truyền này mắt ọp anh em ơi. Gia truyền rất là chắc. Rất là chắc luôn, mắt ọp. Nhận 30, nhận này chắc cũng có thể tầm 2 triệu rồi, mắt ọp. 30 kim. Mấy cái này tầm 2 triệu quay đầu là ok luôn anh em ơi. Đó. Cứ tầm 2-3 triệu thì đơn giản mà thôi. Tổng set 40 triệu cho nó nhanh. Đó. Ở server này thì hiện tại set ăn bàn rất là hiếm anh em ơi. Set này set đầu tiên ấy. Set này set đầu tiên mà mắt ọp nha. Rồi cái áo nhu tình này ở server đang bán với trị giá khoảng 4-5 triệu anh em ơi. 4-5 triệu thì chưa hết là 45 triệu rồi. Xem cây vũ khí. Một cây vũ khí 19-30. Kháng hỏa 19-30, chống 30. Lấy mình nội lực cao. Một cái nón 25-40 khá là chất luôn. Kháng hỏa 25 và chống 40. Một tay lâm chậm 40. Một đại lưng kháng lôi. Một ngày bòi, một giày kháng lôi. Tính ra thì set đồ này đang có cho mình 45 chậm. 45 chậm và 70 chón nha em. 45 chậm và 70 chón. Và lượng kháng hỏa khá là cao. Kháng lôi khá là cao luôn. Kháng lôi 27, 30 là 57. 57 cộng với 20 này nữa là 77. Mắt kháng lôi. Lượng kháng hỏa cũng vậy, lượng kháng hỏa 19 này, 24, 25 này là được 54. 54 cộng với này 20 nữa là 74. 74 cộng với cái này nữa là 75 cộng 1 luôn. Đó, kháng hỏa 75 cộng 1 quá chất. Rồi, nói chung là set đồ này ban chủ băng A hôm nay được tống kim top 1 thì quá chất rồi anh em ơi. Rồi, anh em đang xem video này thì đừng quên cho MR luyện 7 plus một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ kênh Duy Khải Gaming một like, một chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ban chủ ban A anh em. Hiện tại có 114. Hiện tại có 114 mà chỗ này chưa cập nhật thì chắc là cũng top 10 server ấy anh em, top 10 server ấy. Top 10 server ấy, không biết đâu. Mở đợt luyện nha anh em. Top 10 server cũng có thể là top 1 môn phái thiên nhẫn luôn nha. Tại vì anh ta chưa cập nhật anh em, top 1 môn phái thiên nhẫn. Rồi ok.